Trưa ngày 15 tháng 12, tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Nha Trang đã đưa đối tượng Lê Công Đạt, 20 tuổi, trú ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên về để tiếp tục điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng nằm trong một nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an thành phố Nha Trang triệt phá. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Nha Trang phát hiện một nhóm thanh niên trẻ quê ở tỉnh Phú Yên vào thành phố Nha Trang thuê nhà trọ để tổ chức các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong ngày 14 tháng 12, các tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Nha Trang đã bắt giữ các đối tượng gồm Đoàn Anh Duy, 21 tuổi, trú tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Phạm Quốc Thiện, 17 tuổi, Nguyễn Trường Huy, 25 tuổi, cùng trú huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Qua khám xét trong người của Nguyễn Trường Huy, trinh sát phát hiện thu giữ 2 viên nén màu hồng, một gói nhựa màu xanh nước biển. Khám xét căn phòng trọ nơi đối tượng này thuê, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 10 bịch ni lông chứa các chất tinh thể màu trắng, 30 viên nén có nhiều màu sắc và một gói nhựa màu xanh nước biển có in chữ nước ngoài. Đấu tranh với Nguyễn Trường Huy, đối tượng thừa nhận số tang vật trên đều là ma túy. Vụ việc đang được công an thành phố Nha Trang khẩn trương điều tra làm rõ.